Thưa quý vị và các bạn, tại Việt Nam trong những ngày này, người dân cả nước đang trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Trong những năm qua, Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành ngày quốc giỗ có ý nghĩa đặc biệt đối với mọi người dân. Điều đáng trân quý là ý nghĩa của ngày quốc giỗ cũng đã lan tỏa tới cộng đồng người Việt trên toàn cầu. Bởi vậy mà rất nhiều quốc gia trên thế giới, bà con người Việt cũng đã long trọng tổ chức nghi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Với đặc thù tại nước ngoài, thì nhiều năm nay, lễ Giỗ Tổ đã được các hội đoàn và bà con kiều bào tổ chức đúng ngày hoặc là trước hoặc sau ngày 10 tháng 3 âm lịch với quy mô lớn nhỏ tùy theo điều kiện của mỗi tổ chức, hội đoàn tại các nước. Có lẽ bởi vậy mà ý tưởng kết nối các cộng đồng người Việt để cùng nhau tổ chức ngày Giỗ Tổ Hùng Vương trên toàn thế giới đã trở thành mục tiêu thôi thúc hình thành nên dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam Toàn Cầu. Và đến nay thì ý tưởng đó đã trở thành hiện thực. Năm 2019, Ngày Quốc Tổ Việt Nam Toàn Cầu đã và sẽ được tổ chức tại Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Canada và Ba Lan. Đó chính là dấu mốc cũng như động lực quan trọng để dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam Toàn Cầu lan tỏa nhiều hơn nữa tới các quốc gia trên thế giới. Nhân đây, chương trình Góc Nhìn tuần này cũng muốn cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu về dự án này, cũng như lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con kiều bào về ngày quốc giỗ của chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu có mặt tại trường quay lúc này là tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Yến, Việt Kiều Áo, người sáng lập và là chủ nhiệm dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam Toàn Cầu. Chị Yến cũng vừa trở về từ Lào và Thái Lan sau khi tổ chức và tham dự Ngày Quốc Tổ Việt Nam Toàn Cầu tại hai quốc gia này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ kết nối trực tuyến với ông Lê Thiết Hùng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Ba Lan. Ông Hùng cũng là một trong những thành viên của Ban Vận động Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam Toàn Cầu tại Ba Lan. Và xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Trước hết thì chúng ta hãy cùng điểm lại một số dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam Toàn Cầu. Năm 2012, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây cũng là di sản văn hóa thế giới duy nhất ở loại hình tín ngưỡng. Ngày 5 tháng 12 năm 2015, tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 19, Ban Vận động Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam Toàn Cầu đã trình bày ý tưởng về dự án với các cấp lãnh đạo và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày 26 tháng 12 năm 2015, triển khai thành tham luận khoa học, giải pháp bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa phi vật thể tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở nước ngoài tại Hội thảo khoa học tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương nhân dịp 3 năm di sản này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Ngày 29 tháng 1 năm 2016, tiếp tục triển khai thành tham luận chiến lược phối hợp tổ chức Ngày Việt Nam và Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương trên toàn cầu tại Hội thảo kinh nghiệm hoạt động Hội đoàn Người Việt Nam ở nước ngoài do Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức. Tháng 4 năm 2018, Ngày Quốc Tổ Việt Nam Toàn Cầu lần thứ nhất cũng được tổ chức thành công tại 4 nước châu Âu, Liên bang Nga, Cộng hòa Séc, Hungary và Đức. Tháng 10 năm 2018, hồ sơ dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam Toàn Cầu đã được trình bày trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Cộng hòa Áo và EU. Tháng 11 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ đại diện ban dự án, chỉ thị tiếp tục thực hiện và nâng cấp dự án này thành đề án khoa học cấp nhà nước. Năm 2019, Ngày Quốc Tổ Việt Nam Toàn Cầu lần thứ 2 được tổ chức tại 5 nước gồm Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Canada và Ba Lan. Câu hỏi đầu tiên thì xin được hỏi tiến sĩ Bích Yến là từ đâu mà chị lại có ý tưởng thành lập cái dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam Toàn Cầu ạ? Vào năm 2015, thứ nhất là chúng tôi đã tổ chức Ngày Việt Nam tại Áo thành công. Cái sự thành công đó là thu hút hơn 3.000 lượt công chúng của nước bản xứ và quốc tế đến tham dự. Thứ hai là đã thu hút được giới truyền thông của Việt Nam đã đành nhưng mà của quốc tế vào cuộc. Thứ ba là đặc biệt là thu hút của cái sự quan tâm của giới chính khách và đặc biệt là Bộ trưởng Sebastian Kurz bây giờ trở thành Thủ tướng trẻ nhất thế giới ấy, đã viết thư xuống công nhận cái sự đóng góp của bà con kiều bào Áo đối với giá trị về văn hóa, kinh tế của đất nước sở tại. Tất cả những cái thôi thúc đấy thì chúng tôi lúc đó tôi nghĩ rằng là chúng tôi mong muốn có một ngày Việt Nam cho những người Việt trên toàn thế giới. Và
Đồng thời là trong 2 ngày chúng tôi tổ chức ngày Việt Nam thì nó xảy ra một cái cuộc khủng hoảng. Đó là vào ngày mùng 5 tháng 9, thì trong đêm ngày mùng 5 tháng 9 đã xảy ra cái cuộc di cư. 200 người di cư bất chấp luật lệ đi từ Hungary và Áo. Thì lúc đó thì chúng tôi mới thấy rằng trong khi mình đang cố gắng để xây dựng cái hình ảnh người nước ngoài tại đất nước sở tại cho nó đẹp hơn trong lòng bạn bè nước sở tại, thì lại xảy ra cái cuộc khủng hoảng di cư như vậy. Và bất chấp luật lệ của nước sở tại như vậy, thì có lẽ là chúng tôi, không chỉ người Việt Nam và những cái cộng đồng người nước ngoài khác, có lẽ đã bị ảnh hưởng. Và lúc đấy thì chúng tôi cũng nghĩ rằng bây giờ mình làm cái gì để định vị lại cái hình ảnh của người Việt nói riêng và của người nước ngoài ở cái nước sở tại nói chung. Thì rất là thôi thúc tôi cái điều đó. Một cái cơ may nữa là năm 2015, lúc đó thì tôi được mời về tham dự Đại hội Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Tôi cũng may mắn được là một trong 2 người được đặt bài tham luận. Và tôi đã viết về cái tham luận là mong muốn có một cái ngày Việt Nam trên toàn cầu cho người Việt. Và trong cái tham luận đấy thì tôi được trình bày với các cấp như là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, rồi các cơ quan ban ngành. Và mọi người đều đồng tình với chúng tôi là chúng ta nên có một cái ngày Việt Nam trên toàn cầu. Với cái việc mà tôi đang làm nghiên cứu báo chí truyền thông ở châu Âu, thì tôi thấy rằng cái hiệu ứng về truyền thông, cái hình ảnh của Việt Nam ra nước ngoài của mình chưa cao. Vì vậy mà lúc đó tôi đã đề xuất với các kiều bào và cái tham luận của tôi được nâng lên thành tôi muốn tìm một cái ngày và tổ chức ngày Việt Nam trên toàn cầu. Thì lúc đấy mọi người mới tìm và suy nghĩ. Cuối cùng chúng tôi thống nhất là đấy ngày giỗ tổ. Vậy thì từ cái ý tưởng cho đến việc là hình thành cái dự án này, thì chị đã có những cái sự kêu gọi chung tay giúp đỡ như thế nào từ các bộ ban ngành cũng như là những cái hội đoàn người Việt tại nước ngoài ạ? Khi chúng tôi bắt tay vào viết cái tham luận thì nó đã hình thành ý tưởng, nhưng mà hình thành trên cơ sở đã là có một bài khoa học rồi. Và cái bài khoa học với tôi được tôi đã trình bày với các cấp, và sau đó thì tôi trình bày với một số các cái bà con kiều bào mà chúng tôi mời vào trong dự án, thì họ đều đồng tình. Và chúng tôi cũng lúc đó thì chúng tôi cũng mời Đại sứ Phú Bình và Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài đồng hành. Và khi mà chúng tôi tiến hành đặt vấn đề này với các cấp lãnh đạo hoặc là kể cả các chính trị gia ở nước ngoài, thì họ đều rất là nhất trí và đồng tình. Đặc biệt là các cái thành viên của ban dự án mà chúng tôi mời vào ấy, thì họ đều ở các nước, ví dụ như là Nga, Séc, Hungary, Lào. Thì chúng tôi nhận được sự đồng tình cùng tổ chức để tiến hành cái ngày giỗ tổ ở đất nước sở tại. Vào khoảng tháng 10 năm 2018 thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã thăm chính thức Cộng hòa Áo. Và trong cái khoảng thời gian đấy thì được biết là chị cũng đã có cơ hội để gặp gỡ với cả Thủ tướng và có cơ hội để trình bày về cái dự án này. Và sau khi lắng nghe chị trình bày về dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu, thì Thủ tướng cũng đã đánh giá rất cao về cái tính khả thi của dự án này. Và cái điều đó thì đã đem lại cho chị những cái động lực như thế nào để tiếp tục phát triển cái dự án này cũng như là lan tỏa rộng hơn nữa về cái dự án này ạ? Khi Thủ tướng nghe tôi trình bày cũng như là nhìn thấy cái tâm nguyện của trong đó là gần 50 người trong và ngoài nước, và chủ yếu là các kiều bào ở nước ngoài và về cùng cái Đại hội Chiến sĩ thi đua toàn quốc cùng với tôi ấy, thì Thủ tướng đánh giá cao. Và khi mà Thủ tướng nhận lời và cũng lúc đấy cũng nói trước truyền thông là sẽ cố gắng về nhà để trao đổi với các bộ ban ngành để vào cuộc và xem xét kỹ cái dự án này. Và lúc đấy mình cũng hy vọng, nhưng không ngờ rằng cái lời hứa của Thủ tướng đã được thực hiện ngay sau đó. Và tháng 11 thì Thủ tướng đã gặp gỡ đại diện của ban dự án tại Việt Nam, và Thủ tướng rất là ủng hộ cái dự án. Sau đó thì tháng 12 Thủ tướng đã ra một cái văn bản đề nghị là nâng cấp thành đề tài khoa học cấp quốc gia. Điều đó thứ nhất là đã khích lệ và động viên các kiều bào và chúng tôi tin tưởng rằng tất cả những cái đề xuất, cái tâm nguyện của mình đối với đất nước là thực sự được thực thi, không chỉ trên lý thuyết mà thực tế. Vậy với dự án này thì theo chị nó sẽ mang lại những cái lợi ích gì cho Việt Nam cũng như là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài? Khi đặt ra viết cái dự án này thì chúng tôi đã xác định vào 3 mục đích và mục tiêu chính yếu. Thứ nhất là nhằm bảo tồn, quảng bá di sản tin ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ra nước ngoài, thông qua đó để nhằm gắn kết sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Thứ hai là chúng tôi nhằm kết nối, liên kết và đối thoại liên văn hóa giữa nền văn hóa của Việt Nam và các nền văn hóa khác trên thế giới. Thứ ba là nhằm quảng bá
xây dựng hình ảnh, giá trị, thương hiệu của Việt Nam trên trường quốc tế thông qua môi trường thực tế, tức là tổ chức cái sự kiện lễ giỗ tổ và ngày Việt Nam này, và cái môi trường thực tế ảo, tức là môi trường báo chí truyền thông, để quảng bá cái hình ảnh giá trị Việt Nam một cách đồng bộ, thường niên và toàn diện hơn trên toàn cầu. Xin chào ông Hùng ạ. Thưa ông, là Hội Người Việt Nam tại Ba Lan thì đã biết đến dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu này như thế nào, và họ đã đón nhận dự án cũng như là đã đánh giá như thế nào về ý tưởng này ạ? Thực tế, Hội Người Việt Nam tại Ba Lan đã biết đến dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu từ hơn một năm nay. Trước khi mà tổ chức thí điểm tại Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Liên bang Nga và Cộng hòa Séc, vì ngày 5 tháng 12 năm 2015 tham gia trong cái đoàn Việt Kiều tiêu biểu về dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9. Nhóm Việt Kiều tiêu biểu 15 người gồm 15 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã nhóm họp và đề nghị với nhà nước thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cái ý kiến xin tổ chức cái lễ Quốc tổ Hùng Vương có tính chất thường xuyên và liên tục trên toàn thế giới để quảng bá văn hóa Việt Nam ra nước ngoài. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Chính vì vậy, chúng ta tổ chức giỗ tổ Hùng Vương có tính chất toàn cầu sẽ có điều kiện để quảng bá được cái văn hóa Việt Nam trên thế giới và cũng như sẽ quảng bá được đất nước và con người Việt Nam trên toàn thế giới. Vâng, thưa quý vị, trong suốt 4 năm qua kể từ khi chỉ là một ý tưởng, đến nay thì dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu đã triển khai được 2 năm với số lượng các quốc gia đồng tổ chức cũng tăng lên theo từng năm. Điều đó cũng cho thấy tính khả thi và sự hưởng ứng của cộng đồng kiều bào đối với dự án này. Chùa Khánh An tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan. Từ rất sớm, đông đảo bà con người Việt sinh sống tại đây đã có mặt để tham dự lễ giỗ tổ Hùng Vương. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phú Bình, đại diện ban vận động dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu, đã trao tặng tượng vua Hùng cho Hội Người Việt Nam tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan. Đây là lần đầu tiên những người Việt sinh sống tại đây được tham dự lễ giỗ tổ Hùng Vương ngay tại nước sở tại, được tự tay sắp lễ vật, thắp nén hương thơm tưởng nhớ công ơn của vua Hùng. Lần đầu tiên tôi được vào dự giỗ tổ Hùng Vương đấy của nước Việt Nam. Cái này là cái sự được vinh dự và được cảm thấy rằng được về nghĩ tới cái cội nguồn của đất nước Việt Nam của mình. Ban chấp hành cũng vui mừng lắm, vui mừng và được làm giỗ tổ Hùng Vương đầu tiên ở Thái Lan. Thì là chúng tôi bàn bạc ra và làm thế nào cho tốt nhất, vì là có vua Hùng Vương thì có nước Việt Nam mới có chúng ta ngày hôm nay. Cùng với Thái Lan, năm nay Lào cũng lần đầu tiên tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương trong khuôn khổ Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu năm 2019. 18 mâm phẩm vật đậm đà bản sắc văn hóa của các thế hệ con cháu hôm nay đã được dâng lên tri ân công đức của các vua Hùng. Trước đó cũng đã diễn ra tọa đàm khoa học về Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu, giao lưu ca nhạc về cùng nước Việt. Là một cái sự kiện mà để tạo sự cầu nối, tạo sự đoàn kết của bà con, là một cái cơ hội cho bà con được gặp mặt nhau. Đấy, và được hướng về cội nguồn quê hương đất nước, là một cho dù là một người con xa xứ sống xa quê hương nhưng luôn luôn lúc nào cũng hướng về tổ quốc, hướng về cái tâm linh mà người Việt Nam mình không thể nào quên được. Đây là một cơ hội rất là hay, đây là một sự kiện rất là tuyệt vời. Còn đây là không khí gấp rút chuẩn bị cho ngày giỗ tổ Hùng Vương tại Ba Lan, từ chuẩn bị sân khấu, hội trường cho đến những mẻ bánh dày nóng hổi. Đây cũng là năm đầu tiên cộng đồng người Việt phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan tổ chức Ngày Quốc giỗ theo kịch bản của dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu. Người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới nên tổ chức chung một cái lễ giỗ tổ Hùng Vương. Điều đó có ý nghĩa rất lớn để cho mọi người Việt Nam ở trên thế giới đều biết mình có chung một nguồn cội, và thông qua đó thì mọi người sẽ đoàn kết với nhau nhiều hơn, chia sẻ với nhau những khó khăn, giúp nhau vươn lên trong cuộc sống. Năm 2019, Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 2 được tổ chức tại 5 nước gồm Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Canada, Ba Lan. Nhưng tại những quốc gia khác có đông người Việt sinh sống, Ngày Quốc giỗ vẫn được tổ chức trang trọng và thu hút đông đảo bà con người Việt tham dự. Ba
bản thân chúng tôi như là những giáo viên dạy tiếng Việt thì chúng tôi cũng hướng cho con em mình, các học sinh của mình hướng về nguồn cội, đó là qua những cái bài học về quê hương đất nước. Và chúng tôi nghĩ rằng con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Là người Việt sống ở nước Đức cũng luôn 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 ghi nhớ về cội nguồn của mình, nên hàng năm cũng đã đứng ra tổ chức cái lễ hội ngày này, vừa là nhắc nhở bản thân và nhắc nhở thế hệ con cháu sau này luôn ghi nhớ những công ơn dựng nước và giữ nước của các vị anh hùng. Ở Nhật thì mọi người có vẻ sống hơi cách biệt với nhau, thì và những cái dự án như này sẽ chắc chắn là giúp những người học sinh và du học sinh, và có thể những người là không chỉ du học sinh mà những người đã đi làm cũng có thể là cùng với nhau tới là chia sẻ những sau một năm có những gì, đạt được những gì và làm được những gì, và dự định tương lai là sẽ làm được những gì cùng với nhau như một những người thành viên trong gia đình. Đây cũng chính là sự ghi nhận và hưởng ứng tích cực từ phía bà con cộng đồng đối với dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam Toàn Cầu. Thưa chị Yến, năm 2018 là năm mà chúng ta đánh dấu, chúng ta tổ chức lần đầu tiên cái dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam Toàn Cầu. Và năm nay thì chúng ta lại là năm thứ hai chúng ta tổ chức, và chúng ta lại chọn 5 quốc gia là Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Canada và Ba Lan. Vậy thì tại sao chúng ta lại chọn 5 quốc gia này thì chị? Đầu tiên chúng tôi chỉ muốn là làm ở, mong muốn là được làm ở châu Á là Lào, Thái Lan và Nhật Bản. Nhưng mà khi ở Ba Lan thì anh Lê Tiết Hùng và một số bà con có liên hệ với chúng tôi và mong muốn tổ chức ở đó, thì chúng tôi cũng rất là xúc động. Và cái việc mà vì sao mà chúng tôi chọn ở châu Á là chúng tôi quay vòng như thế. Thì sang năm thì chúng tôi cũng mong muốn là đi khắp năm châu, châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, rồi tất cả các cái năm châu xong thì chúng tôi sẽ kết thúc 5 năm của mình để nhìn lại cái chặng đường đấy, và chúng tôi sẽ bổ sung rồi sẽ nâng cấp rồi sẽ làm cho hoàn chỉnh hơn. Thưa ông Hùng, thực tế là khi chưa có dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam Toàn Cầu thì bà con tại Ba Lan cũng như là nhiều nước trên thế giới hàng năm vẫn tổ chức Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Vậy khi tham gia vào dự án này thì có sự khác biệt như thế nào thưa ông ạ? Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan năm nay chúng tôi tổ chức lần đầu tiên theo cái dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam Toàn Cầu. Và chính vì vậy chúng tôi có một kịch bản mà dự án đã cho, và có cả bài tế mà được dự án đã cung cấp. Rất là cảm ơn dự án đã lại cung cấp cho chúng tôi một cái tượng vua Hùng rất là đẹp, uy nghi, và có cả trang phục về cho ngày lễ hội. Cái dự án Ngày Quốc Tổ ở Việt Nam Toàn Cầu này thì đều có một cái kịch bản chung cho tất cả các nước. Vậy thì chị có thể chia sẻ thêm về điều này được không ạ? Kịch bản chung của Ngày Quốc Tổ Việt Nam Toàn Cầu là chúng tôi tham vấn của các cái chuyên gia, các nhà khoa học, nhà văn hóa ở trong nước và nước ngoài, là các cái giáo sư của kiều bào người Việt ở nước ngoài, và cũng như là tham vấn ở trên ban tổ chức của Đền Hùng. Thì khi chúng tôi đã xây dựng cái kịch bản đó là gồm 3 phần. Phần lễ đầu tiên là dâng hương vua Hùng, và cũng như là khi đất nước nước nào mà chưa có tượng vua Hùng thì chúng tôi mang tượng vua Hùng và xin đất nước chân hương của Đền Hùng lên sang đất nước đó và làm lễ an vị tượng. Đấy là phần thứ nhất. Phần thứ hai là chúng tôi làm chương trình phần hội, tức là chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa các cái tiết mục của bà con kiều bào, của một số các cái đoàn ở trong nước. Và trong cái đoàn đấy chúng tôi cố gắng là bên cạnh cái di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương thì thường thường chúng tôi mong muốn là mang thêm một di sản nữa của Việt Nam ra để giới thiệu với bạn bè quốc tế cũng như kiều bào. Ví dụ như là chúng tôi vừa rồi là chúng tôi mang Quan Họ, di sản văn hóa phi vật thể Quan Họ sang bên Lào. Và như vậy là phần thứ nhất là đảm bảo được cái việc giới thiệu văn hóa của Việt Nam với cộng kiều bào và bạn bè nước sở tại. Phần thứ hai là đảm bảo được cái việc chúng tôi không chỉ mang của Việt Nam đi giới thiệu với các bạn, mà chúng tôi mong muốn mời văn hóa của các bạn giao thoa cùng với chúng tôi trong cái chương trình phần thứ hai. Và phần thứ ba thì đảm bảo được cái việc tiếng nói của các nhà khoa học giữa Việt Nam và đất nước sở tại, và tiếng nói của các nhà khoa học kiều bào
tham gia vào cái tọa đàm khoa học. Theo ông Hùng thì việc có một kịch bản chung như vậy sẽ mang lại ý nghĩa gì cho việc tổ chức? Và theo ông thì chúng ta có cần phải chỉnh sửa gì hay là bổ sung những cái nội dung gì cho kịch bản Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu để phù hợp hơn với từng quốc gia, từng nước hay không ạ? Việc có một kịch bản chung cho tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương trên toàn cầu có một ý nghĩa rất quan trọng. Tức là thì thống nhất được việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương cho toàn các nước trên thế giới. Và như vậy sẽ gắn kết được bà con cộng đồng người Việt ở nước ngoài hướng về quê hương đất nước. Và theo tôi, cái kịch bản như vậy là đã phù hợp và cũng tương đối hoàn chỉnh, không cần phải chỉnh sửa gì. Vâng, từ một ngày quốc lễ của toàn dân với ý nghĩa lịch sử và hồn cốt của dân tộc, ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3 âm lịch đã theo dòng chảy văn hóa cội nguồn đến với cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Sự ra đời của dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu sẽ góp phần tập hợp và gắn kết hơn nữa tinh thần bản sắc Việt Nam trên khắp thế giới. Và chúng ta hãy cùng lắng nghe những cảm nhận và mong muốn của bà con kiều bào về dự án này. Tôi nghĩ rằng bất kỳ một công dân Việt Nam nào ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới đều hướng về nguồn cội, về giá trị tâm linh, về gốc rễ của mình. Và người Việt ở Ukraine cũng không ngoại lệ. Người Việt tại Kiev và Odessa hàng năm cũng có tổ chức ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, nhưng mà đó chỉ là những hình thức hoạt động nhỏ lẻ, và tôi nghĩ rằng trong tương lai thì người Việt tại Ukraine cũng sẽ có được tham dự cái Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu. Tôi mong muốn Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu được tổ chức ngày càng với quy mô rộng lớn hơn và được hầu hết mọi người Việt Nam ở xa tổ quốc đều hưởng ứng tham gia, có các cái hoạt động khác về văn nghệ, thế rồi múa hát kể chuyện về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, cũng như là các cái hoạt động khác để kiều bào hiểu rõ hơn về ngày Giỗ Tổ. Giỗ Tổ Hùng Vương toàn cầu này thì tôi thấy cái quy mô tổ chức lớn bài bản là rất tốt và nó rất là khả thi để tạo một cái điều kiện sinh hoạt cho cộng đồng, để cho bà con đến đây để có một cái dịp gặp với nhau để tỏ lòng kính lên các bậc tiên đế, và cũng là một cái dịp để mà quảng cáo văn hóa của lễ hội của Việt Nam ra bạn bè quốc tế và nước sở tại ạ. Đấy. Và chúng tôi thì những người con xa xứ ở đây nằm trong cộng đồng thì cũng rất ủng hộ vào cái dự án lễ Tổ Hùng Vương này ạ. Theo tôi, chúng ta nên tổ chức với quy mô lớn theo từng khu vực và tổ chức mang tính chất rộng rãi, hoạt động những phong trào mang tính chất truyền thống về Việt Nam, và chúng ta nên truyền bá cho các thế hệ chúng ta sau của chúng ta ở nước ngoài những văn hóa truyền thống về cội nguồn của chúng ta ở nước ngoài. Những hoạt động văn hóa đó chúng ta nên tham khảo với ban tổ chức, với ở trong nước, để làm sao chúng ta làm cho quy mô cho thật tốt và đúng như phong cách của Việt Nam chúng ta tổ chức lễ Tổ Hùng Vương hàng năm. Chúng tôi thấy rằng ý này rất lớn, đây là tập trung kiều bào lại, đoàn kết, nhất trí một lòng, dù sao đi đâu, xa bao nhiêu năm nhưng vẫn nhớ ngày Giỗ Tổ, ngày này, và hàng năm kiều bào chúng ta nên tổ chức ngày này để gặp mặt nhau, và đồng thời cũng đóng góp ý kiến, đóng góp về trí tuệ, về kinh tế, đất nước để xây dựng nước Việt Nam ta giàu mạnh như Bác Hồ đã mong muốn. Tôi rất là mong muốn được tham gia cái sự kiện là ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Hàn Quốc, và đây là một dịp giúp cho chúng tôi, những du học sinh hay những người Việt sinh sống tại Hàn Quốc là có cơ hội gặp gỡ, giao lưu lẫn nhau và được biết về cội nguồn của mình. Và cũng theo tôi được biết thì là một số nước ở trên toàn thế giới thì cũng có tổ chức ngày lễ này. Thì và đây là một dịp giúp cho những người Việt có thể hiểu được là rằng là mình đang ở đâu, mình làm bất cứ cái gì thì đều có thể nhớ về cội nguồn của chính bản thân mình. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là một văn hóa truyền thống ở Việt Nam, và dù cho là bọn em có đang sinh sống và học tập ở nước ngoài đi chăng nữa thì có một cái nhược điểm, đấy là bọn em, một hạn chế đấy là bọn em không có quá nhiều hoạt động trong cái ngày này. Thế nhưng mà em nghĩ là nếu như có một dự án như thế được tổ chức ở nước ngoài thì đấy cũng là một dịp để các bạn có thể hướng về quê hương.
Và chắc chắn là với cái dự án này thì hai vị khách mời đều mong muốn là sẽ có thu hút được đông đảo cộng đồng kiều bào trên khắp thế giới cùng tham gia, cùng hưởng ứng. Và một phần nữa thì tôi nghĩ rằng là đây cũng là một trong những cái dự án rất là khả thi, rất là hiệu quả trong cái việc là chúng ta quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và đặc biệt là về văn hóa Việt Nam tại nước ngoài. Không biết là hai vị khách mời có suy nghĩ như thế nào ạ? Xin được hỏi chị Bích Yến ạ. Chúng ta nói thì nói như vậy nhưng mà thực chất để làm được cái việc đó là phải từng con người cụ thể. Chúng tôi rất mong muốn là dự án này vào năm nay hoặc sang năm sẽ tìm kiếm được khoảng 10 vị đại sứ thiện chí. Nếu chưa được 10 vị đại sứ thiện chí thì chúng tôi mong muốn tìm kiếm được 5 vị đại sứ thiện chí ở Nam Châu Lục. Và sau đó thì chúng ta cùng ngồi lại để bàn lại với nhau, để xem là không chỉ những vị đại sứ đấy giúp cho cái việc quảng bá cái văn hóa của Việt Nam ra, thông qua cái dự án này của Việt Nam ra nước ngoài, mà sẽ kết nối những cái giới khoa học này, giới chính trị này, giới doanh nhân và những cái giới trí thức ở nước ngoài vào với Việt Nam. Thì xin nhờ VTV4 hãy chuyển cái thông điệp của chúng tôi đến là chúng tôi xin đang đi tìm kiếm các đại sứ thiện chí cho dự án này. Và hiện nay thì trong ban dự án của chúng tôi thì chúng tôi có gần 50 con người, các nhà khoa học này, các chính trị gia này, các nhà báo này, rồi các doanh nhân này, vì trong các nhà văn hóa này, thì tất cả những người đấy chúng tôi đều ghi nhận trong lòng như một vị đại sứ thiện chí. Còn hơn 50 con người, gần 50 con người ở trong đó, họ làm việc bao nhiêu năm nay thiện nguyện, thiện tâm, là chúng tôi bỏ tiền ra toàn bộ, tự làm toàn bộ. Và khi tôi nói rằng nếu dự án của chúng tôi có kinh phí, tôi cũng không thể trả được cho tất cả những người đấy. Bởi vì nếu không có cái sự yêu đất nước và sự tự tôn của mình thì không ai làm như thế cả, không ai làm được. Thì tôi nghĩ rằng tất cả hơn 4 triệu kiều bào ở nước ngoài, tôi nghĩ rằng thông qua cái dự án này chúng ta cùng ngồi lại với nhau, cùng nâng cái vị thế của người Việt lên. Khi anh có vị thế ở nước ngoài thì người sở tại người ta sẽ tôn trọng chúng ta và tôn trọng đất nước chúng ta. Đấy là cái điều mà tôi học được trong quá trình tôi tác nghiệp gần 10 năm với các nhà báo quốc tế, với các chính trị gia và với rất nhiều nguyên thủ tôi đã tác nghiệp trong cái công việc báo chí của mình. Thế còn ông Hùng ạ, ông nghĩ sao về điều này ạ? Tôi nghĩ dự án quốc tổ Việt Nam toàn cầu sẽ có rất nhiều kỳ vọng để đoàn kết, hô hào được bà con cộng đồng người Việt ở nước ngoài luôn luôn hướng về quê hương đất nước, tổ chức cái ngày giỗ Tổ Hùng Vương là quảng bá được hình ảnh đất nước con người Việt Nam và nhất là về văn hóa tâm linh của người Việt trên thế giới và cái nâng cao cái vị thế của Việt Nam trên toàn thế giới. Người Việt xa Tổ quốc luôn luôn hướng về quê hương đất nước và kỳ vọng là những nhân tố tham gia trong cái vấn đề ngoại giao văn hóa trên thế giới. Được biết rằng là đây là một cái dự án mà hoàn toàn là mang tính xã hội hóa. Vậy thì cũng xin được hỏi là chúng ta kêu gọi những cái kinh phí như thế nào để chúng ta có thể tổ chức được một cái dự án thành công ạ? Bây giờ chúng tôi rất mong muốn là đây là cái dự án xã hội hóa. Vì vậy chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục là kết hợp với bà con nước sở tại để tổ chức các chương trình này. Nhưng mà chúng tôi không thể suốt ngày để bỏ tiền để đi sang để dự các sự kiện đấy mãi được. Và bây giờ thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ khi mà làm cái đề án khoa học xong thì cái phần khoa học của chúng tôi sẽ định vị, định hình như vậy. Thì bà con khởi động như vậy và bà con cứ thế làm theo cái kịch bản đấy và bà con tự làm và nó trở thành một cái phong trào. Còn sau này thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là các cái cá nhân, các cái hoặc là các cái vị đại sứ thiện chí mà có cái khả năng để kêu gọi được bà con cùng tham gia hưởng ứng thì ngay ở các cái đất nước sở tại thì bà con tự đóng góp vào để tổ chức cái sự kiện đấy thôi, và chúng tôi chỉ hướng dẫn trên cái kịch bản chung chứ nói rằng bây giờ tìm nguồn kinh phí ở đâu thì cũng rất là khó để trả lời, mà nó vẫn là từ bà con tổ chức cái sự kiện đấy. Nhưng bây giờ chúng ta làm cho nó quy mô, cho nó thống nhất và cho nó có cái hiệu ứng ở trên cái môi trường
của cái truyền thông quốc tế cũng như là của cái sự ảnh hưởng đối với công chúng quốc tế. Thực tế ở Ba Lan chúng tôi kêu gọi đóng góp kinh phí để tổ chức cái ngày Giỗ Tổ Hùng Vương này gặp rất nhiều thuận lợi, bởi vì bà con và các công ty cũng như là các cái tổ chức hội đoàn rất là nhiệt tình tham gia, và tất nhiên cũng có những cái khó khăn, nó phụ thuộc vào thời điểm, vì là lúc mà bà con gặp khó khăn buôn bán làm ăn thì chắc chắn cũng sẽ có những cái không thuận lợi lắm. Nhưng hiện nay thì là cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan chúng tôi quyên góp ủng hộ để tổ chức ngày Giỗ Tổ Hùng Vương rất là thuận lợi, rất là tốt. Vậy thì chắc chắn là chúng ta cũng đã có những cái kế hoạch cho những năm sau. Vậy không biết là chị có thể chia sẻ một chút về những cái kế hoạch đó được không ạ? Chúng tôi có một kế hoạch trong tháng 5 là cùng với lại các cố vấn ngồi lại, ban dự án cùng với các cố vấn ngồi lại để chúng tôi chuẩn bị triển khai đề tài khoa học cấp nhà nước, giống như là cái việc ủng hộ của Thủ tướng đã được ký bằng văn bản ấy, là chúng tôi làm đề tài khoa học. Sang năm là chúng tôi mong muốn, hy vọng là sẽ tổ chức được ở châu Phi. Đấy, thì chúng tôi sẽ có kế hoạch là tổ chức 5 châu, 5 năm, kết thúc lại và sang một trang mới như là kế hoạch 5 năm lần thứ nhất đấy. Mặt lý thuyết thì chúng tôi cũng phải kết thúc cái công trình khoa học của mình trong vòng 3 đến 5 năm tới. Là khi hai cái đấy giáp lại cùng nhau thì đấy là bà con kiều bào sẽ định hình được cái việc tổ chức một cách thường niên. Năm nay là năm đầu tiên cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức theo kịch bản của dự án Quốc tổ Việt Nam toàn cầu. Chúng tôi nghĩ là sau cái lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, chúng tôi sẽ họp bàn rút kinh nghiệm và sẽ có kế hoạch tổ chức và vận động cho những cái năm tới tốt hơn. Với tâm nguyện góp phần thực hiện sứ mệnh đại đoàn kết dân tộc cũng như là góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra nước ngoài, dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu thể hiện tình cảm và nguyện vọng của con dân đất Việt. Qua đây thì ban vận động dự án cũng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hưởng ứng, ủng hộ rộng rãi của các tổ chức, đoàn thể xã hội, các tầng lớp nhân dân trong nước cũng như cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. Hy vọng rằng với những nỗ lực của ban vận động dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu sẽ tiếp tục được lan tỏa tới cộng đồng kiều bào tại các quốc gia trên thế giới. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và chương trình Góc nhìn tuần này cũng xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình Góc nhìn tiếp theo trên sóng của VTV4.